Tổng thống Hàn Quốc tặng Đức Thánh Cha thánh giá làm tờ dây kẽm gai ở biên giới với Triều Tiên. Vatican vào ngày 29 tháng 10, trong cuộc ý kiến Đức Thánh Cha Francisco, Tổng thống Moon Jae-in của Hàn Quốc đã tặng ngài một cây thánh giá được làm từ dây kẽm gai lấy từ khu phi quân sự phân chia Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc. Cây thánh giá được tặng cho Đức Thánh Cha là một trong 136 cây thánh giá được làm từ dây thép gai nấu chảy được lấy từ khu phi quân sự, khu vực ghi dấu 68 năm bán đảo Triều Tiên bị chia cắt. Một thông điệp bằng tiếng Tây Ban Nha đi kèm với thánh giá bày tỏ hy vọng của Tổng thống Hàn Quốc rằng những cây thánh giá sẽ là biểu tượng của hòa bình. Thông điệp viết, giống như những chiếc gai và lưỡi dao của dây thép gai tan chảy trong lửa để trở thành một cây thánh giá tuyệt đẹp, tôi hy vọng rằng chúng ta có thể mãi mãi làm tan chảy hàng rào sắt ngăn cách trái tim của chúng ta. Tôi thành tâm cầu nguyện rằng cây thánh giá này sẽ bén rễ sâu và hòa bình sẽ nảy nở. Khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt dọc vĩ tuyến 38, hàng trăm ngàn người đã vĩnh viễn xa cách gia đình. Ông Moon cho biết, cha mẹ của ông, những người đã chạy sang Hàn Quốc trong cuộc chiến tranh Triều Tiên tàn khốc từ năm 1950 đến năm 1953, đã không bao giờ có thể đoàn tụ với những người thân còn lại ở Triều Tiên. Trong cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha, Tổng thống Moon đã mời ngài đến thăm Triều Tiên. Theo người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Park Kyung-mi, Đức Thánh Cha đã trả lời rằng ngài sẽ sẵn sàng đi nếu nhận được lời mời chính thức từ Triều Tiên. Spero. 감사합니다. 대통령님, 주님께서.